xin giới thiệu cho các bạn biết, đây là một trong những bậc thang kỳ diệu mà mình rất là bỡ ngỡ khi đến với khu vực từ Kyoto, Nhật Bản. Các bạn biết đấy, trên con đường hành trình của chúng ta, bất cứ con đường nào cũng trải đầy chông gai và nước mắt. Nhưng trước mắt các bạn đây là một trong những bậc thang mang cái màu sắc và đầy kỳ diệu. Mỗi bậc thang là một trong những cung bậc cảm xúc và nó đến với chúng ta một vẻ đẹp đầy lung linh và nhẹ nhàng. Phía trước mắt chúng ta là một trong những con đường. Con đường mang tên cầu thang của Kyoto. Các bạn biết đấy, Kyoto là một trong những địa điểm du lịch mà rất nổi tiếng. Ở đây có những tòa nhà cổ kính và những đồ ăn ngon, và đặc biệt hơn là món trà mang theo kiểu vóc dáng của người Kyoto rất là ngon và đẹp. Tôi đã đi qua đây ngay trong bên trong ga Kyoto và tôi đã dừng lại với một cái bậc cầu thang chứa đầy những màu sắc lung linh huyền ảo. Tôi không thể nào nén lại nước mắt bởi vì trước tôi là một khung cảnh quá đẹp và tuyệt vời. Kyoto Station. Qua những dòng tia LED đẹp đẽ như vậy sẽ xuất hiện khung cảnh và những bức tranh khác nhau và từng thời gian. Các bạn biết đấy, đời người chúng ta cũng như vậy. Khi nhập tắt thì lại có những ánh sáng qua và chúng ta nắm lấy nó để tạo thêm một khung cảnh tuyệt vời cho mỗi chúng ta. Bởi vậy, ở đây cũng vậy, nó giống như hành trình của mỗi chúng ta, nó giống phải cố gắng và biết được sự quan ấy sẽ tạo ra một kỳ quan mà mỗi chúng ta phải dừng lại và suy ngẫm. Nếu chúng ta thất bại, hãy đến với nơi đây để tìm lại được cảm giác vui và hạnh phúc bởi một vẻ đẹp hùng vĩ chứa chan. Các bạn cũng giống như tôi thôi, nếu đứng trước khung cảnh đẹp như vậy thì các bạn sẽ quên đi nỗi phiền muộn lo. Đẹp lúc không ạ? Đây là một trong những bậc cầu thang mà tôi rất là cảm thấy rất là thích, bởi vì bậc cầu thang này không thể không chỉ là một bậc thang bình thường mà nó được tạo ra bởi những đẹp đẹp, rất là đẹp. Không biết là các bạn có cảm nhận như tôi không? Chúc các bạn một tối vui vẻ, chúc các bạn trên con đường thành công. Xin mời các bạn ngắm những bức tranh đầy hiền diệu nhé. Xin cảm ơn các bạn.